Mở thẻ VIP trực tuyến tặng vé concert Anh Trai Say Hi. Đó, nghe đi. Ai vậy ta? Tôi không muốn nói chuyện nha, tôi cúp máy đi. Cô nói luôn đúng không anh? Đúng vậy. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Thôi vậy thôi. Ai vậy? Rison. No. Ai vậy? Why? Tại sao lại như thế được? Rison. Ừ, đúng rồi. Thiệt á hả? Ai vậy? Rison á hả? Đúng rồi. What? Trời ơi, tôi mà biết anh đủ lông đủ cánh vậy tôi đâu có làm gì. Đúng. Trời ơi, phải không? Đúng. Phải anh Rison không? Đúng rồi. Gì? Sao anh hủy cuộc rồi? Anh hủy hả? Anh làm anh từ đấy tôi bấm lúc đâu ạ? Mình cũng được gọi lại để không biết cần. Đây là mới vừa ngẩng cao đầu. Để em biết. Không, không cần biết luôn. Không, của em chưa biết nó lại luôn. Em chưa. Thôi nó là ai chứ? Gọi lại đi. Gọi lại hả? Gọi lại nó đi. Em chưa kịp biết. Em không biết nó là số mấy nữa, gọi nữa nè. Em khùng quá em ơi. Em chưa kịp. Em phải nghe giọng nó trước rồi em mới hẳn thái độ. Trời ơi, cái đứa này. Trời ơi, tôi tức. Để thôi, gọi lại kia. Sao khùng dữ vậy? Gọi nó lại trước. Alo. Ai bên đầu dây bên kia đấy? Anh là ai nhờ? Tôi là ai không quan trọng. Việc tôi làm quyết định tên tôi. Anh là ai đấy? Tôi là ai không quan trọng. Việc quan trọng là tôi đã biết bạn là ai. Ủa sao nhiều giọng vậy? Cùng quá nãy giờ 2-3 giọng. 2-3 giọng luôn. Nó đang lừa em đó. Lừa em ạ? Ừ. Bạn là ai nói đi. Alo. Nó lừa còn không biết nữa. 2-3 giọng nãy giờ nghe em là. Alo. Đừng hỏi nữa. Tôi là ai không quan trọng. Bởi vì tôi còn không biết tôi là ai. Thấy chưa? Anh nghe chúng tôi nói đây. Anh cứ ở bên đấy chờ chúng tôi qua. Còn mày đã cúp máy rồi ta. Em nhận ra rồi anh ạ. Nhận ra cái gì nãy giờ bốn thằng luôn rồi còn nhận ra cái gì nữa? Bốn người luôn này. Ừ. Không ai nữa. Nó đang lừa em mà. Nhưng chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra hả em? Dạ em chưa. Ủa cúp máy rồi. Máy luôn rồi. Cho hỏi cái thành viên mà gọi điện cho đội trưởng này là ai vậy? Không biết ai luôn đấy. Không biết. Bị cục xúc đấy. Đúng rồi. Ừ, tôi là ai? Cúp người. Tôi là ai? Ừ. Không biết ai là ai luôn. Rồi. Ôi, gọi luật pick team này là cuộc gọi khẩn sẽ có bốn đội trưởng vào một khu vực, phòng máy sẽ nối máy nhưng đội trưởng không biết anh trai đó là ai. Các anh trai không được xưng tên của mình khi nhận cuộc gọi, chỉ được nói muốn làm gì vào team hay không. Hiếu, em có tính big team nào chưa? Em hả? Em chắc sẽ gọi người chót trước. Ồ, cũng là một chiến thuật hay. Tại vì chưa chắc những người đầu mà những vòng này họ vẫn giữ được cái top đầu. Đúng rồi. Cũng hay, một chiến thuật hay. Em nhắm vào những người đã bị tụt phong độ. Nếu mà Hiếu đã nói như vậy thì anh xin phép gọi số 16. Ôi gì kìa, cho anh tranh với em được. Không được đâu. Em nghĩ là anh là cái đội anh là đang cũng là yếu đó. Đội anh là đội yếu. Anh yếu đó. Yếu hả? Ok. Yếu đó. Anh còn em thì em nghĩ là như này, vì em thấy rằng anh làm đội trưởng đội nào thì cũng sẽ ok ấy. Nên là nhường vị trí gọi đầu cho em đi. Anh từ chối nhá. Không, anh như này này. Đó chứ em mới làm đội trưởng cho em gọi đầu đi. Em Hùng mới hả? Làm đội trưởng mà em mới làm lần đầu cho em gọi đầu đi. Đúng không? Bây giờ ba anh em là ai cũng đã làm rồi. Này Hùng ơi, anh Atus. Ủa? Anh? Anh xong cũng tùy Hiếu mà. Đúng rồi, chưa tới lượt anh đâu. Em mới làm lần đầu anh phải cho em gọi đầu chứ. Không sao đâu. Không sao đúng không? Không sao, tin anh. Atus. Anh thích số mấy? Anh hả? Số chủ đạo anh là số mấy? Số chủ đạo anh là số 8. Em số chủ đạo anh là số 7. Hiếu số mấy? Em 11 anh. Alo, tôi đây, anh cần gì? Tôi muốn số 16 lắm. Đắt gì anh chọn số đó? Tại vì tôi thích. Chắc chưa? Cho em gặp người đi. Một gọi được chuyện. Alo, em à, được anh không? Em ơi, ở đây anh gọi là đội trưởng, anh không đùa vỡn với em như vậy được em nhá. Ờ, thế à? Anh nói giọng đàng hoàng cho em xem nào. Bên anh có gì để em có thể kiểm chứng và an toàn để em ok nhở? Kiểm chứng và an toàn à? Em ơi, cho anh hỏi là bây giờ cái màu tóc của em đang để là màu tóc gì em nhở? Màu tóc anh ạ, cái màu ấy. Em ơi, anh cũng nói với em luôn, anh rất là thích em. Rất là thích em à? Anh rất là thích em hiểu ý anh chưa? Anh biết em là ai chưa mà anh thích em? Đùa, em biết anh là ai mà. Thế nên em mới nói em rất là thích anh. Cũng may là cũng chân thật đấy. Cũng thật thà đấy. Anh ơi, em cực kỳ chân thật anh ơi. Anh ơi, nghe giọng anh là em đã yêu anh rồi. Rồi sao ạ? À? Bạn đồng ý không đồng ý ạ? À? Ví dụ bạn có đồng ý không, bạn nói nhỏ tôi biết nha. Bạn đừng nói cho mấy người kia biết nha. Đúng rồi, bạn đồng ý là bạn chỉ nói mình tôi biết thôi đấy. Không, bạn á. Tôi nói bạn, bạn cũng đừng cho tao biết. Bạn ơi, bạn đừng có nhắc ta, tôi nhắc bạn ơi. Dạ.
Bạn làm gì với mình nhỉ? Để tôi nói luôn nhá, là tức là khi mà bạn về công ty của tôi thì chắc chắn là tôi sẽ giúp đỡ cho bạn trở thành top 1 bạn nhá. Bạn giúp đỡ cho tôi trở thành top 1 ạ? Đúng, cái việc chuyên môn của bạn bạn cứ cần làm thôi, còn những cái việc xung quanh bạn không cần lo, tôi lo hết cho bạn nhá. Bạn ơi, tôi nghĩ rằng tôi là người phù hợp nhất rồi, bạn hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu ý bạn. Tôi cực kỳ thật thà. Cực kỳ thật thà là gian này. Có cái gì đấy nó thuyết phục hơn được không ạ? Nếu bạn về với tôi, bạn sẽ là ngôi sao sáng nhất trong team. Được chưa? Hiện tại mình đang hơi đói ấy. Yêu cầu gì đi em ơi? Giày đang kiểu hơi bị lủng đế tí. Bạn ơi, tôi nói bạn nghe này, bạn cần gì tôi cho bạn đấy. Vi cá, bào ngư tôi có hết. Yêu cầu về tài chính rồi. Tôi lại cần hột xoàn cơ. Trời ơi bạn ơi, đúng tủ. Nhà tôi bán hột xoàn. Ê, này đây sẽ là một cái người cũng rất là mảng miếng mới nói chuyện dài được như này á. Negative. Điện thoại không có bật, cướp máy rồi. Ừ, hay cướp máy rồi ta. Nghe là có vẻ thuyết phục này. Tôi cực kỳ thuyết phục bạn ơi, các anh em bên này đang ấy lắm bạn ơi. Anh ơi nhanh đây, còn gửi gọi được hai nè. Mình là đầu tư được mấy cao ra anh nhỉ? Riêng bạn nhá, tôi đầu tư tất cả những gì tôi có. Wow. Tôi đầu tư tất cả những gì tôi có. Tôi là một cái người không ham vật chất. Không ham vật chất. Không bao giờ thích vật chất. Thế bạn hỏi tôi làm cái gì bạn phải hơi à? Mặt trời đấy nhá, với cái thái độ vừa rồi của bạn là tôi không mừng đâu đấy. Ok, nếu bạn nói vậy thì thôi ok, được chưa? Xin lỗi bạn nhá, tôi cũng chẳng cần bạn đâu. Thế nhá. Tôi đã được quyết định rồi. Rồi. Chờ đấy. Này, xin lỗi bạn nhá, từ lúc mà tôi nghe giọng bạn tôi đã khó chịu rồi. Em ơi, em thấy là anh có vẻ bị từ chối. Không dễ nhưng mình nghĩ đâu em. Wow. Mình sẽ không được biết kết quả. Em hiểu ý anh không? Nên là khó. Tại vì mỗi người sẽ có một đội trưởng không riêng rồi. Có quyền từ chối. Đúng. Anh gọi số mấy ấy nhỉ? Số 16. Anh sẽ lấy hết những gì em có. Đội trưởng Trần ạ. Ôi, anh chơi chiến thuật của em. Tôi nhìn em xem. Rồi, bắt đầu. Đợi xíu ạ. Em để loa ngoài hả? Ê, tự nhiên để loa ngoài cho ta. Tắt loa ngoài đi. Ê, em gọi lộn số thiệt rồi. Em gọi cho ai á? Thật gọi hả? Cho ai á? Em không xin, anh xin nghe á. Tại vì không phải, số điện thoại người thiệt. Nghe sợ vậy. Ghê vậy. Em bắt máy lên, người ta nói với em là đừng gọi vô số này nữa. Ôi, tôi biết. Ôi, ngay mà. Vậy là top cuối. Trời, những người top cuối gọi lên top 1 thì phải đợi chút xíu thôi. Đội trưởng Trần, sao mà tôi thích cái nét của anh ấy ạ? Tắt máy làm cái gì? Đúng, đúng ý tôi đó. Alo, đầu dây bên kia ơi. Alo. Bên kia rồi, nó không muốn bắt máy. Nó gọi cho số 1 phải chờ nó chứ. Em biết không? Dòng trước em làm có tốt không? Mà bây giờ em đòi vô đòi top 1. Bắt máy lên, em không có thấy cái sự chân thành từ anh. Giống như là nó muốn người khác nhưng mà ngay cái đứa này cái nó bị tuột đó hay sao á. Trời ơi, sao cọc vậy? Coi chừng ra đảo nha. Em đã hiểu được cái ý của anh rồi nên là ok thôi, em xin cúp máy tại đây nha. Dạ. Chắc. Ê, ghét. Làm việc phải cỡ này. Bắt máy đi anh. Alo, anh xin nghe nhá. Alo, ai đây? Anh gọi điện cho giám đốc mà anh hỏi ai à? Thì tôi cần biết tên anh. Cần biết tên tôi làm cái gì? Anh đợi ở đấy để tôi đưa cho giám đốc của tôi. Tôi là thư ký. Giám đốc. Được rồi em. Dạ. Alo, ai đây? Anh tên gì nhỉ? Anh tên gì à? Đúng vậy. Anh là tên là top 1 đấy. Tên là top 1 hả? Đúng là cái tên mà tôi cần tìm kiếm đây. Ai ấy nhỉ? Ai ta? Không biết ai luôn ấy. Eo ơi, tôi là hàng hiếm, hàng hot ở đây đấy. Bây giờ nói như thế mà còn không nhận ra. À, vẫn chưa biết ạ. À, tôi xin phép cướp máy cho tôi một phút suy nghĩ. Nó láo quá em à. Ám lỡ, không cho nó suy nghĩ lâu. Chưa suy nghĩ xong. Đồ láo thiệt chứ. Láo thiệt chứ. Trời ơi, lòng tự trọng bị tổn thương đáng trời kể ơi. Em sẽ không gọi lại. Đúng vậy, không thể chấp nhận thái độ này được. Rồi. Sao giám đốc? Xin một phút suy nghĩ mà hối em anh. Hối hả? Hối, gọi lại em. Em cho ra đã. Đợi. Bây giờ mình phải cho đợi lại chứ. Việc gì phải bấm. Đúng vậy. Kèo ơi. Bên nó giỏi hay sao ta? Không bắt máy em. Cho bạn nhớ đi. Chứ gì nữa. Đúng rồi. Sao bây giờ nhân viên làm sao mà bây giờ cứ xin vào công ty mà lại dỗi cả giám đốc nữa. Không bắt máy đâu. Bắt đi. Alo ạ. Anh thật tòm lỡ. À, cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao vậy? Trời ơi, em bị chửi vô mặt. Em bị chửi hả? Em bị chửi. Gọi là anh thật là tẩm lợm. Người cuối bật loa ngoài thôi. Đúng rồi, bật loa ngoài luôn đi cho khác.
đó, nghe đi. Ai vậy ta? Tôi không muốn nói chuyện nha, tôi cúp máy đi. Cút nói luôn đúng không anh? Đúng vậy. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Thôi vậy thôi. Ai vậy? Rison. No. Ai vậy? Why? Tại sao lại như thế được? Rison. Ừ, đúng rồi. Thiệt á hả? Ai vậy? Rison đó hả? Đúng rồi. What? Trời ơi, tôi mà biết anh đủ lông đủ cánh vậy tôi đâu có làm gì. Đúng. Trời ơi, phải không? Đúng. Phải anh Rison không? Đúng rồi. Gì? Sao anh hủy cuộc rồi? Anh hủy hả? Anh làm anh từ đấy tôi bấm lúc đâu rồi. Mình cũng được gọi lại để không biết cần. Đây là mới vừa ngấn cao đầu. Để em biết. Không, không cần biết luôn. Không, gọi chưa biết nó lại luôn. Em chưa. Em chưa. Thôi nó là ai chứ. Gọi lại đi. Gọi lại hả? Gọi lại đi. Em chưa biết. Em không biết nó là số mấy nữa rồi nữa nè. Em khùng quá em ơi. Em chưa. Em phải nghe giọng nó trước rồi em mới hẳn thái độ. Trời ơi, cái đứa này. Trời ơi, tôi tức. Để tôi gọi lại kia. Sao khùng dữ vậy? Gọi nó lại trước. Alo. Ai bên đầu dây bên kia đấy? Anh là ai nhở? Tôi là ai không quan trọng. Việc tôi làm quyết định tên tôi. Anh là ai đấy? Tôi là ai không quan trọng. Việc quan trọng là tôi đã biết bạn là ai. Ủa sao nhiều giọng vậy? Cùng quá nãy giờ hai ba giọng. Hai ba giọng luôn. Nó đang lừa em đó. Lừa em ạ? À? Ừ. Bạn là ai nói đi. Alo. Nó lừa còn không biết nữa. Hai ba giọng nãy giờ nghe em là. Alo. Đừng hỏi nữa. Tôi là ai không quan trọng. Bởi vì tôi còn không biết tôi là ai. Thấy chưa? Anh nghe chúng tôi nói đây. Anh cứ ở bên đấy chờ chúng tôi qua. Con bay đã cướp máy người ta. Em nhận ra rồi anh ạ. Nhận ra cái gì nãy giờ bốn thằng luôn rồi còn nhận ra cái gì nữa. Bốn người luôn anh. Ừ. Không ai nữa. Nó đang lừa em mà. Vẫn chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra hả em? Dạ em chưa. Nó... Ủa cướp máy rồi. Máy luôn rồi. Cho hỏi cái thành viên mà gọi điện cho đội trưởng này là ai vậy? Không biết ai luôn á. Là hơi bị cục xúc đấy. Đúng rồi. Tôi là ai? Cúp người. Tôi là ai? Bạn là ai? Ừ. Không biết ai rồi ai luôn. Rồi. Chúc mừng Hiếu. Là cuối cùng đó, ai vậy em không biết luôn. Rison phải không? Rison mà gọi Rison quan trọng bây giờ đội trưởng mình là ai mình còn không biết nữa. À bây giờ em phải đi sang hả? Trời ơi. Nhưng mà em có nghe nó bảo là bây giờ sang đón em luôn. Em ơi em ngây thơ quá ở đó mà nó đón em. Thế bây giờ là em phải biết được người đấy. Trời ơi. Có nghĩa là hồi nãy em phải biết nó là ai trước em mới cướp máy sớm quá. Nhưng em biết rồi. Sao biết được? Giọng em nhận ra. Hồi nãy bốn đứa nó thì nhau nói là đứa nào. Không, nhưng mà có một cái câu mà em nghe rồi em chắc chắn lắm. Ai? Anh ấy tốt phải không? Em khá là niềm tin. Em khùng quá em ơi, nãy bốn người ta nói một mẫu câu em ơi. Em dùng cái phương pháp nào mà em nghe bốn người nói một mẫu câu mà em biết chắc chắn là đội trưởng là người nào hả? Đi hôm nay quá là không biết làm gì đâu. Là do cái số của em. Đi đi rồi anh ơi. Đi quá mệt mỏi luôn. Trai C2 Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn. Hiện tại em cảm thấy cũng không áp lực lắm ạ. Khi mà chức đội trưởng nó trở lại với em á, em nghĩ em cũng trở nên đáng sợ lắm. Nghe một bài hát ballad nhưng mà rap thì nó sẽ như thế nào? Từ đầu tới bây giờ chưa có một bài hát nào làm được cái chuyện đó. Và bây giờ, tôi xin được công bố kết quả đội duy nhất sẽ có tất cả thành viên an toàn là... Và 6 người chia tay với anh trai C2, họ là ai? Vòng cuối rồi. Mình phải về với nhau thêm một lần nữa thôi. Ban đầu bắt máy lên cái anh không có cái gì gọi là thuyết phục hết. Nên là em không có thấy cái sự chân thành. Đúng rồi anh. Em đã hiểu được cái ý của anh rồi. Nên là ok thôi em xin cúp máy tại đây nha. Dạ. Chắc. Ê. Hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi em bị chửi. Em bị chửi vô mà. Trời ơi. Trời ơi tôi xin phép từ chối. Mở thẻ VIP trực tuyến tặng vé concert anh trai Say Hi.